Không này đi ra đường không không như ông bị sao mà còn cả cái thiên hạ này nhiều thôi đi cho xe lên đi phê thế. Tình hoặc là có chỗ người thân không để tôi gọi người thân đến đó. Có điện thoại em gọi cho người thân. Có điện thoại không cho gọi người thân của ông đến đi trước ông về. Chắc hút cần này. Hút ngồi ở nhà hút đi, đi đường hút nữa ghê. Chắc hơi tỉnh rồi đấy. Tôi tiếp bà mẹ quán kia tôi ngồi nghỉ cho người ta đang chăm nghỉ ngồi nghỉ cái chiều mà về. Ôi cái bê này nó gây hoại người khác. Mà nó bị cận ra đường không có kính đâu, chẳng đeo nó bứt kính như kìa, cái đồ quá ghê rồi, nó bị cận đấy. Thế em thấy áo nó bẩn thì chắc là ngã rồi sao ấy. Vào vào ngồi nghỉ không? Có ngồi nghỉ không? Tỉnh chắc là mình cũng hơi tỉnh. Trời, đây là do cỏ rồi mà. Em ơi, vào ngồi nghỉ nhá. Trống cho nó chứ. Em đá rồi, em vừa đá sân trống rồi. Anh đứng đây 10 phút rồi à? Ôi, khoảng 10-15 phút rồi. Đéo nói gì luôn. Đéo nói gì, mình chắc biết nào nằm phải đứng cả nó á ớ để mình còn biết mình phản ứng.